Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng. Xin chúc tất cả quý vị và bạn một tháng mới an lành, hạnh phúc, bình an. Và ngày hôm nay, tất nhiên rồi, mùng 1 không thể bỏ qua cái chương trình khuyến mãi đầu tháng này, đúng không ạ? Người ta bảo là sỏi lở thì trời mới cho và ki bo thì trời phạt. Ngày hôm nay thì khá là nhiều những mẫu xe mới về, kể cả những mẫu xe mà lâu lâu mới về mới xuất hiện ở salon đặt xe tải cũng đã xuất hiện rồi. Thì đây trước mặt chúng ta là mẫu Kia K250, K165, K140. Nhưng không, tạm khoan bàn về những xe này. Sẽ tập trung buổi sáng nay sẽ review mẫu xe mà có thể đánh giá là dành cho anh em yêu cái đẹp, Kia K3000 đời 2013. Và bao nhiêu anh em đang theo dõi livestream này, hãy vào ngay đi ạ, vào ngay điểm danh để nhận được những mức giá ưu đãi nhất. Và tất cả những mức giá ngày hôm nay mình đang bàn luận và chia sẻ, đánh giá và review thì đều là những giá công khai. Còn nếu anh em mở hàng trong buổi sáng ngày hôm nay, chắc chắn rồi sẽ có một mức giá yêu thương, bán hòa là thắng rồi, không sao cả, đúng không anh em? Thì đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chiếc xe Kia K3000 2013. Tại sao nó lại được nhắc tới nhiều đến trong video này đến vậy? Nếu mà anh em theo dõi nhiều video, thường xuyên theo dõi video của đặt xe tải, chắc vẫn nhớ em biển 37C, đúng không ạ? 37C đuôi 28 gì đó, mới bàn giao cho anh em ở Lạng Sơn xong. Thì thực sự rất là nhiều, khi mà em nó bán đi, rất là nhiều anh em bảo là còn chiếc xe nào đẹp như chiếc xe đấy không. Thì đây, chiếc xe này phải nói là cũng là một kỷ niệm khá là nhiều. Phải mất khá nhiều thời gian thì mình mới có thể đàm phán thương thuyết với bác chủ và để lại cho mình chiếc xe này, Kia K3000 2013, mà sơn zin phải nói là toàn bộ xe thùng inox, điều hòa công ty, đấy, đây, cũng như là tất cả phần tắp bi này, anh em có thể nhìn thấy này, đó. Anh em có thể để ý những chiếc xe đẹp, mình thực sự là có rất là nhiều cái điều để khi bàn luận, khi đánh giá về những chiếc xe đẹp như này, bởi nó có một cái thứ gì đó không biết là lời lãi được bao nhiêu. Những chiếc xe đẹp này anh em phải hiểu là giống như một quả cam, một cân cam vậy. Mua một cân cam ngon càng thì thực sự là cái người bán cam ấy sẽ không được lãi nhiều bằng những chiếc xe, những quả cam mà nó bình thường đấy. Tại vì cái giá đầu tiên chúng ta mua vào thì nó đã không hợp lý rồi đấy, không hợp lý một tí nào. Như chiếc xe này thì dường như những chiếc xe 2013 bình thường mình đã bán ra cái giá mình mua vào rồi, cho nên là nếu chỉ nói về giá thôi, một phần không nhỏ anh em sẽ lướt qua bài viết này, lướt qua video này, lướt qua livestream này, nhưng là một người yêu cái đẹp, hoặc không phải là một người yêu cái đẹp mà một người hiểu chuyện một hai đời chưa quan trọng nhiều, nhưng nó hơn nhiều thứ. Ví dụ đời 2013 chúng ta mua với cái giá bằng đời 2014, thậm chí còn nhỉnh hơn một tí, nhưng chắc gì chúng ta mua được một chiếc xe đời 2014 ở ngoài kia, có thể của người dân, có thể của thợ salon, đắt thêm chục triệu vào đã bằng hay chưa anh ơi? Ui giời, giật cơ mình, cứ tưởng cái gì nó căng thẳng. Đúng rồi, chính xác, xe này là mua của chú xe Ngân nhà em. Ngân ở đâu ạ? Chú ở đâu ạ? À, xe Ben Kia Hyundai để anh lấy, ok Hoàng Huy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vừa đi vừa trò chuyện, và trên đoạn đường chúng ta sẽ vào một cái cung đường mà khá là quen thuộc, đó là cung đường vào Phú Đô. Sau đây sẽ là một chiếc All-in 500B 216 biển Thái Nguyên, đi chọn 4 mạng
đúng rồi. Để tiết kiệm thời gian hơn thì em cũng nhờ ông anh của em ở đằng sau đây lấy một chiếc xe lửa, một chiếc xe tải 5 tấn. Đấy, thấy nghe thấy tiếng chưa? Thề luôn, điều hòa hãng nó khác hả? Đấy, 500B 2016. Ơ sao biển 20 nhỉ? Đúng không, biển 20. À, vẫn là biển 20 à? Là biển 20. À, đời 2016. Có lẽ lốp mới cả dàn nhá. Con K3000 đang đi này, lốp mới cả dàn. Đấy. Thực ra thì mình rất là muốn bớt tiền, bớt càng nhiều càng tốt. Đấy, tuy nhiên là nếu mà bớt tiền mà giảm chất lượng thì mình sẽ không làm. Và cứ tập trung bỏ ra một chút tiền dầu để đi lại nhiều hơn, chọn lựa được những chiếc xe nó chất lượng nó đẹp kinh khủng thì bán nó vẫn sướng hơn, ăn ít đi nhưng mà bán nó vẫn sướng hơn. Con này là Kim Thành Hải Dương. Kim Thành Hải Dương, chắc là Cao Bằng. Cao Bằng. Tên em là Cao Bằng. Còn ở bãi nhà em thì còn rất là nhiều những loại xe từ 1 tấn 25 cho tới là 9 tấn 1. Con 9 tấn 1 là con Hoàng Nghi Đông Phen B190. Đấy, em nó thì đã xuất hiện lên khá là nhiều clip của em rồi. Em này còn tí nữa đổi cho con Spark em. Con Hoàng Huy đấy thì em đang bán với mức giá đó là 725 triệu. Đấy, cao 3000 này lốp mới đi có vẻ là bồng bềnh phết nhỉ. Xe chân đi hiện xưa. Một cái điểm mà em thích ở cái chiếc xe Kia K3000 đó là cái phần trần này đều có thể tháo ra để lặt được, nó không giống như những chiếc xe trần nỉ thì rất khó giặt. Dòng Kia thì được cái trần này là nó kiểu trần nhựa ấy, giặt được. Vũ vã này đó. Và đằng trước ta là một chiếc Thaco Olin 20C10397, em nó là 5 tấn mà 5 bừng. Đấy, 2016. Lúc thế nguyện. Có một chủ từ đầu. Đúng rồi. Em văn lăng. Đây, ở bên cạnh đây là các chị em, cô chú đang hái chè. Công nhận con đường này, con đường hoa đẹp nhỉ. Mùa này hoa đẹp quá, đẹp luôn. Đường vào tim tôi bâng dạ. Khi mà trải nghiệm những video như thế này thì anh em để ý nhá, những chiếc xe này là mình đã trải nghiệm thực tế tất cả số má và mình vào đầy đủ cho anh em này. Có một cái lý do đó là nhà mình khá là nhiều xe, có những chiếc xe mà mình xếp tận ở trong cùng ấy, hơn 100 con xe mình xếp theo thứ tự. Đấy, hơn 100 con xe mình xếp theo thứ tự. Cho nên khi đến xem xe, anh em trước khi đi mua xe sẽ xác định mình mua xe gì, phù hợp với công việc như thế nào, tầm bao nhiêu tấn, tải trọng ra làm sao. Tư vấn luôn. Đấy. Là em sẽ tư vấn tầm tài chính như thế nào thì đến mình chỉ việc xem những mẫu xe nó như thế thôi, hoặc là hơn kém không đáng kể trong tầm kiểm soát của mình. Đấy, sau khi mà chúng ta đã nhìn được những chiếc xe phù hợp rồi thì chúng ta bàn được về giá rồi, thương lượng về giá ok rồi thì chúng ta sẽ đi thực tế, thì anh em sẽ đánh xe ra để anh em trải nghiệm thực tế luôn. Còn những cái điều gì ví dụ đèn còi xi nhang chưa được thì mình sẽ xử lý luôn. Đấy, tránh trường hợp là anh em đến xem xe mà
chưa rõ ràng cái nhu cầu như thế nào, xe nào từ những cái xe mà ở tít trong góc mà đánh ra mất rất là nhiều thời gian, xong cuối cùng anh em lại bảo là anh em đi tham khảo. Thực sự là nó mất thời gian của cả người bán, người mua, và nó không giải quyết được cái gì cả, nó không đi được, trả lời được cái câu hỏi của quý vị và bạn đấy. Cho nên là anh em hết sức thông cảm điều này và cũng hết sức lưu tâm điều này, để mà dù mua xe ở đâu cũng vậy thôi. Bãi xe nhà mình thì nếu mà 1-2 con thì không nói, nhưng mà cả 100 con xe mà cứ lôi từ đầu đến đít, từ đít lên đầu ra mà cuối cùng mình chỉ gọi là đi tham khảo thôi thì nó không vào việc đấy. Mình chia sẻ như thế, mất lòng trước được lòng sau. Còn đâu tất cả xe số má các thứ máy móc là mình quay khá là chi tiết và từ trải nghiệm thực tế luôn cho anh em đấy. Còn đâu là thời tiết này cái những cái hiện tượng ví dụ như là sôi nước thổi rong một máy, thực ra mình đã trải nghiệm này anh em, mình trải nghiệm thực tế, xe mới về mình trải nghiệm thực tế luôn, đi cả 100 cây rồi về đây mình trải nghiệm này là nó cũng rơi vào khoảng đâu đó 2-3 cây đấy, chứ không phải ít đâu hơn đấy. Còn đâu nếu mà nó đã sôi nước gần 5 cây, nếu mà đã có hiện tượng sôi nước là nó báo luôn đấy, chứ không phải là đi khoảng 100 cây mới phát hiện được thì mình không nói. Thời tiết nóng lực như thế này thì anh em đi nhớ là để ý cái kim nhiệt độ đấy. Và khi mà khởi hành ấy là anh em xem két nước các thứ là nó đảm bảo hay không, tránh hiện tượng là vừa mua xe xong chưa đi nổi đến nhà đã thổi rong mặt máy thì thực sự là nó rất là không hay. Tại vì ai cũng vậy thôi, buôn bán thì ai cũng mong là khách hàng của mình sử dụng tốt cái sản phẩm của mình, chứ chả ai mong là mua cái sản phẩm về của mình lại về còn phải sửa thêm. Tại vì mình là làm việc nhiều xe, mình buôn bán nhiều chứ không phải mình buôn bán con một, không thể mua đứt bán đoạn được. Cho nên là đó là những cái lưu ý trong thời tiết nóng lực như thế này. Với lòng Kia K3000 như thế này thì anh em khá là phù hợp với đa dạng ngành nghề như là chở trâu bò, lợn gà, hoa quả, trái cây đấy. Trên kia thì anh em chở tre, chở trúc thì hay chở cáo lợn giá là all in 5 tấn kia. Thiết kế là cái con xe 5 tấn mà nâng tải này phù hợp với địa hình Việt Nam. Thường là các bác còn giã 4 tấn đến 5 tấn thôi. Nên là đánh cái con đấy 5 tấn là để các bác không bị quá tải. Xe tàu thì nó sẽ được tải. Tàu thì có 5-7 loại tàu, thì trong đó thì có cái dòng xe Olin là cái dòng xe mà em lựa chọn để mà cung cấp ra thị trường bởi cái tính ưu việt của nó. Nó lẫn cũng lợi dầu, đồ đạc dễ dàng thay thế, sửa chữa, chi phí sửa chữa bảo hành nó ít, và cái giá trị khấu hao sau khoảng đâu đó 2 năm sử dụng thì nó cũng phù hợp, nó không mất giá như những dòng xe khác. Chúng ta đã đến với địa điểm quay video. Đấy, đi lên bởi này. Quay đầu kia đấy, quay đầu lại. Lúc nãy em quay cái nhà này cho đẹp. Đây ạ. Vô nhà đó. Không, không nhà, nhìn lại. Nhìn lại. Đấy, địa điểm góc quay mình cũng phải lựa chọn rất là kỹ càng, phù hợp với để cho anh em có thể thứ nhất là đủ sáng để có thể nhìn tổng thể rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất của một chiếc xe. Tại vì là anh em mà xem xe và qua video đấy rất là xa xôi, cho nên là mình đến một cái nơi yên tĩnh. Lâu lắm rồi mình không sử dụng mic micro ấy. Tại vì âm thanh ở đây tốt. Đâu vào đây làm gì?
đấy cho nó giống nhau đấy. Đấy, một đôi quay luôn ở một chỗ. Nữa đi, nữa. Rồi, rồi. Sát quá. Và khi bước chân xuống. Khi bước chân xuống thì anh em có thể cảm nhận cái nóng của mùa hè, dã man con ngan luôn. Đây. Điều hòa này. Thì trước mặt chúng ta là hai mẫu xe, một là mẫu xe Kia K3000 đời 2013. Đời 2013 và có thể nói là sơn zin từ phần cabo luôn. 3R shock thì nó có đánh bóng và sơn tỉa rồi. Còn đâu là đây sơn zin này. Đấy. Sơn zin anh em ạ. Tôn thành thùng là tôn thành thùng Elox nhá. Nó sản Elox luôn. Xe về đêm hôm qua. Trần này, ghế bọc da này. Đó. Tất cả diềm thùng này. Đấy, tất cả diềm thùng này. Đây. Sàn sóng này. Con này đang bán là 252 triệu. Bình thường em báo là 255 triệu ấy. Rồi lốp mới cả dàn này. Đấy, lốp mới cả dàn. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Anh em có thể nhìn thấy đằng sau nó cũng yêu. Rất ít những chiếc xe mà nó giữ được bửng đít sơn zin này. Bửng đít này. Những cái này là Elox nhá. Nó không ăn sơn đấy chứ. Đây, đây là Elox nhá. Đây là Elox. Sàn nó sàn đấy. Đây mình cho các bạn xem này. Sàn Elox luôn. Nóc 304 luôn. Dày dặn. Thùng đóng đẹp nhé. Thùng đóng cực đẹp luôn. Thùng khá đẹp. Đây mở bừng cho anh em nha. Nó gấp vào hẳn ngoài nhá. Đây nó gấp hẳn xuống dưới luôn. Đấy. Bỏ cái thanh này đúng không? Kỳ. Thì sợ ý ấy. Yêu nhỉ. Yêu thương dã man luôn. Và ra nó mới nhá. Đấy, đấy là chiếc Kia K3000 đời 2013. Còn đây là chiếc Oli 500B đời 2016 5 tấn. Sau một thời gian thì chúng ta khởi nghiệp mà cái hàng hóa của chúng ta nó nhiều lên ấy, mà cái tài chính của chúng ta vẫn muốn dư giả một chút để mà đầu tư vào hàng hóa, thì có thể tham khảo thêm một mẫu xe nữa là Olin 500B. Dòng xe này nó là dòng xe nâng tải từ 2,5 tấn lên, và nó là thùng nó được là 4m3 cơ. Thùng nó được 4m3 và chiều rộng là của 500B nó là 2m à? 2m không hơn 2m đúng không? 2m1 à? Đấy, 2m1, chiều rộng là 2m1 và thùng mở 5 bửng. Thích hợp để chở trâu bò, rồi là trúc, rồi là hoa quả thoải mái thì mở được 5 bửng mà. Đấy, cám. Thường tôi thấy anh nhiều anh em chở cám nhiều. Đây, một xe Olin 500B đây. Cái xe này là mới về. Biển 2016, biển 20. Thì cái thằng 500B này một cái là tôi không thích, đó là trần của nó là trần lỉ.
nó không như là trần của dòng xe Kia K. Đấy, trần nỉ thì khó giặt sạch hơn. Như chiếc xe này nó cũng tương đối mới, thậm chí là rất mới. Nó sàn chưa nhỉ? Cái này nó sàn chưa nhỉ? Đây, em mở cho anh nghe. Đã lót sàn tôn rồi. Đó, đã được lót sàn tôn. Anh em nhìn cái xương ở trong vẫn là sơn zin nhá. Đấy, thích hợp để anh em khởi nghiệp. Hai chiếc xe, hai mẫu xe, nó vừa tiền, nó ổn định, nó giữ giá. Và đó là clip ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị và bạn. Cần tư vấn thêm hãy cứ alo trực tiếp cho Đạt Xe Tải qua số điện thoại hiện trên màn hình. Mình tư vấn là hoàn toàn là miễn phí nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Thank you.